Ngày 7 tháng 1 vừa qua thì tập đoàn dầu khí Hoàng gia Hà Lan Shell đã đồng ý bồi thường 55 triệu bảng Anh, tương đương gần 84 triệu đô la Mỹ cho 15.600 người Nigeria trong hai sự cố tràn dầu năm 2008. Khu vực bị ảnh hưởng bởi môi trường nghiêm trọng sau sự cố năm 2008 là khu Niger Delta, giao dầu mỏ của nước này ban đầu Shell cam kết sẵn sàng bồi thường 45 triệu đô la cho cộng đồng ở khu vực bị ảnh hưởng, nhưng để tránh vụ việc kéo dài và tránh việc phải ra tòa án London, Shell chấp nhận bồi thường 84 triệu đô la. Các chuyên gia cho rằng đây vẫn chỉ là một con số nhỏ so với 300 triệu bảng Anh từ yêu cầu bồi thường ban đầu và không đáng là bao so với hàng tỷ đô la tiền bồi thường của BP trong sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico năm 2010. Số tiền bồi thường sẽ được chia làm hai phần. Shell sẽ chi điều 35 triệu bảng Anh cho 15.600 cá nhân và phần còn lại được đóng góp vào quỹ chung dùng cho các dự án xây dựng trạm y tế và trường học trong khu vực. Giới chức Nigeria cho biết công tác làm sạch môi trường vùng Bodo sẽ hoàn tất trong vài tháng nữa. Sự cố tràn dầu năm 2008 là vụ giải quyết tốn kém nhất liên quan đến các sự cố tràn dầu tại Nigeria sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm.